Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm à, thông qua học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu và quyết định số 114 ngày 11 tháng 7 năm 2023 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. À, thông qua cái tài liệu này thì các tài liệu khác hoàn toàn tương tự. Các bạn à, ôn tập dự thi công chức à, thăng hạng viên chức là tuyển công chức viên chức để học trên phần mềm à, nó rút ngắn được thời gian ôn tập của các bạn. Thì sau đây tôi minh họa cái phương pháp như sau. Chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính, chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm.vn. Sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng. À, môn kiến thức, chung, kiến thức chung đối với viên chức ở phía dưới, công chức phía trên. Thí dụ các bạn được cấp ký danh mật khẩu ở mục số 2 là môn kiến thức chung ôn tập dự thi năng ngành công chức. Thì mục số 1 là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức thì các bạn phải để con trỏ đúng cái mục mà các bạn được cấp ký danh mật khẩu. Thí dụ các bạn được cấp ký danh mật khẩu mục số 2 các bạn để tại mục số 2 các bạn nhấn nút trái chuột Sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu Các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình Người khác biết được đăng nhập phần mềm Các bạn không đăng nhập được nữa Vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình à, Các bạn lưu ý là luôn luôn phải bảo mật cái mật khẩu của mình à, Để để à, người khác không đăng nhập được à, Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới Các bạn tìm đến à, cái tài liệu các bạn cần Đây là danh mục, hàng trăm danh mục rồi thì các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần thôi. À, thí dụ như các bạn à, hôm nay à, các bạn học cái tài liệu là cái quy định 114 về kiểm soát quyền lực thì các bạn thấy ở đây rồi à, có chữ câu hỏi thì các bạn học câu hỏi trên phần mềm à, các bạn nhấn nút trái chuột à, vào cái câu hỏi nghị quyết quy định 114 này à, và các bạn để ý là à, câu hỏi này à, của cái à, quy định 114 nó thay thế cho quy định 205 À, của Trung ương và ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2019. Như vậy quy định 114 là mới nhất à, thay thế cho cái quy định cũ là 205. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để, để các bạn tìm thấy à, cái chữ là nộp à, cái chữ thực hiện đề thi hoặc là làm bài. Đây các bạn thấy thực hiện đề thi các bạn nhấn nút trái chuột một lần. Sau đó xuất hiện chữ start là bắt đầu, các bạn nhấn nút trái chuột vào chữ start. Thì học lần đầu thì các bạn chưa cần phải làm bài thì các bạn có thể là à, chọn cái công việc hoàn thành tức là finish là coi như hoàn thành à, mình hoàn thành rồi thì à, mình xem phần mềm hướng dẫn cho các bạn học thì các bạn di chuyển con trỏ để tìm thấy cái chữ finish là coi hoàn thành rồi Ở góc tay trái màn hình các bạn có chữ finish này hoàn thành à, các bạn nhấn nó trái chuột vào finish à, sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy cái chữ nộp bài và kết thúc thì các bạn nhấn nút trái chuột vào nộp bài kết thúc sau phần mềm yêu cầu các bạn xác xác nhận một lần nữa nộp bài kết thúc Thì các bạn học trên phần mềm thì nó rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính khi kỳ thi chính thức diễn ra các bạn không bơ ngỡ thế thì các bạn đọc nội dung của câu hỏi nội dung của từng phương án à, thì sau đó phần các các bạn vì sao nó đúng vì sao nó sai thì các bạn căn cứ hướng dẫn trên nền vàng này và đáp án đúng là G connect answer. chẳng hạn ở đây các bạn đọc câu hỏi là có bao nhiêu hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn. Thì căn cứ điều 3 để giải quyết câu hỏi này là các bạn căn cứ điều 3 thì đáp án đúng ở đây là G connect answer là 8 hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn. Vì sao nó đúng? Vì nó đúng như trong tài liệu. các phương án khác không đúng như trong tài liệu hoặc không có trong tài liệu gọi là phương án sai. Thì các bạn căn cứ điều 3. Thì nếu cái file À, quy định 114 các bạn có bản giấy rồi thì các bạn mở bản giấy ra các bạn à, tìm đến điều 3 thì giải quyết câu hỏi này là căn cứ đây tìm đến điều 3 nếu các bạn chưa in ra giấy thì các bạn vào Google các bạn tải cái file quy định 114 sau các bạn lưu về máy tính thì các bạn mở cái file này lên đó thì mở cái file này lên thì các bạn thấy là các bạn mở lên đến chia lớp màn hình thì đối với cửa sổ in đâu nó có dấu trừ điều khiển cửa sổ các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ Nhấn nút trái thì nó nó thu nhỏ lại à, Chỉ vào dấu trừ, nhấn nút trái Thì các bạn muốn mở lên thì các bạn lại Chỉ mũi tên chuột vào à, Biểu tượng thu nhỏ, các bạn nhấn nút trái Thì nó lại mở lên thì Các bạn tìm đến điều 3 Thì à, các bạn để ý là các bạn tìm đến điều 3 đây à, Tên điều 3 là hành vi lợi dụng à, Làm dụng à, Chức vụ quyền hạn Thì các bạn thấy là có khoản 1, khoản 2 Vân vân, có 8 khoản Như vậy là có 8 hành vi à, Có 8 hành vi là trong cái điều ba này là nhận diện ra tám hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn. Thì như vậy là căn cứ điều ba thì các bạn thấy là đáp án đúng tám hành vi, còn các phương án 13 11 7 là ba phương án này nó không đúng như trong tài liệu và là phương án sai. Thì thế nào là sai thì các bạn biết là nội dung không đúng như trong tài liệu hoặc nội dung đó không có trong tài liệu. Có trường hợp A đúng B đúng B đúng hơn A thì phải chọn B. Đó là trách nghiệm này, các bạn học theo phương pháp tư duy để kỳ thi chính thức diễn ra, ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được. Các bạn học có hai mục đích, có kiến thức để vượt qua kỳ thi, có kiến thức để khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. thì phần mềm hoàn toàn đáp ứng được cái yêu cầu của các bạn. thí à, dụ như các bạn đọc cái câu tiếp theo, đâu là hành vi lợi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, thì có phương án A và phương án B, phương án C, phương án D, thì phần mềm hướng dẫn các bạn căn cứ điều ba thì phương pháp làm loại câu này để các bạn tìm ra cái cụm từ đặc trưng trong câu hỏi và các cụm từ đặc trưng trong phương án để các bạn soi lại với nhau Hay từ đó các bạn nhận ra phương án trả lời thì lần sau các bạn sẽ có kinh nghiệm các bạn sẽ tìm được vì thi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên câu hỏi rồi không phải học thuộc thì các bạn lưu ý điều đó các bạn học theo phương pháp tư duy các bạn nhận diện ra đó thì căn cứ vào nội dung câu hỏi và nội dung phương án là các bạn nhận diện được và vì sao nó đúng là căn cứ điều ba thì nó vẫn đúng trên nền vàng này. Đó, thì cái phương pháp học trên phần mềm là à, tiết kiệm một thời gian và có cơ sở lý luận vì sao đúng vì sao sai. Thế có bạn nói với thầy là em có một file câu hỏi hàng mấy trăm câu em học thì thầy nghĩ đó là phương pháp học việt. Thì kỳ thi chính thức diễn ra là mình không hiểu mà không rơi vào đó là mình chịu. Đấy vì thế các bạn phải lưu ý không nên chạy show đi tìm câu hỏi trách nghiệm để học. Các bạn học là hoàn toàn là phải hiểu nội dung và có phương pháp tư duy là các bạn làm được. À, phần mềm hoàn toàn đáp ứng được à, yêu cầu của nhu cầu của các bạn ôn ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Các bạn muốn học lại cái mục này, các bạn kích chuột vào mục số 1 này, à, các bạn nhấn nút trái thì nó lại quay lại cái trang để các bạn chọn học mục khác hoặc học lại cái mục này. Các bạn muốn bảo mật cái mật khẩu của mình, các bạn nhấn nút à, trái chuột vào cái hình người này ở góc phải trên cùng màn hình để xuất hiện chữ thoát, thì các bạn thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình, các bạn chỉ dấu chéo để tắt cái số. Đó, thì tôi đã trình bày với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trách nghiệm trên phần mềm là như vậy này. Các bạn có nhu cầu kết nối Zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang Thêm một trong hai số hiển thị trên màn hình. Thì các video khác thầy đã à, giới thiệu bài giảng rồi, video này chỉ dành cho vấn đề là hướng dẫn các bạn sử dụng học câu hỏi trách nhiệm trên phần mềm. Một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn